Tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Tây Nguyên và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam, Hàn Quốc tổ chức hội nghị giao thương kết nối xuất khẩu hàng hóa khu vực Tây Nguyên với doanh nghiệp Hàn Quốc. Hội nghị có sự tham gia của 32 doanh nghiệp Hàn Quốc và 73 doanh nghiệp hợp tác xã trong khu vực Tây Nguyên và một doanh nghiệp An Giang. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, phân tích các vấn đề cần giải quyết để đẩy mạnh kết nối xuất khẩu hàng hóa giữa Tây Nguyên và Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam với kim ngạch song phương năm 2023 đạt 76 tỷ đô la, là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 32 tỷ đô la, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 10,2 tỷ đô la, tăng 11%, chiếm 6,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Điểm nổi bật trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung khá rõ nét. Cơ bản, hàng hóa thương mại hai nước không cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau. Để tạo ra bước chuyển biến mới, phát huy tối đa vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế phát triển của mình, các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần phải có các giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ, liên kết chuỗi trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết vùng trong các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất khẩu theo quy mô chuyên nghiệp để phát huy tối đa các nguồn lực, thực thi hiệu quả các chương trình hành động mang tính đột phá. Đại diện các ngành chức năng khẳng định sẽ sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam Hàn Quốc để hỗ trợ và giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời hỗ trợ việc xúc tiến thương mại và hợp tác Việt Hàn ngày càng đi sâu vào hiệu quả và thiết thực hơn. Sau khi các doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu nhanh về doanh nghiệp mình và các sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, chế biến, nhu cầu, khả năng cung cấp sản phẩm ra thị trường cũng như người tiêu dùng. Tại hội nghị xúc tiến lần này đã có trên 40 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên và Hàn Quốc được ký kết. Thông qua hội nghị lần này sẽ giúp doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên nắm bắt thêm thông tin về dự báo tình hình, định hướng nhu cầu thị trường xuất khẩu, cập nhật tiêu chuẩn nhập khẩu của thị trường Hàn Quốc. Còn doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp cận đánh giá được năng lực sản xuất, cung ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu khu vực Tây Nguyên, cũng như nắm bắt tình hình phát triển logistics tại các địa phương. Từ đó giúp thị trường xuất khẩu mở rộng và có thêm nhiều chuỗi cung ứng mới được hình thành, góp phần đưa các sản phẩm thế mạnh của khu vực Tây Nguyên nói riêng và của Việt Nam nói chung đi xa hơn, bền vững hơn.